Bạn Hoàng Thị Thùy Dung đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Bạn Hà Minh Hiếu đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng. Bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên đến từ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú. Bạn Võ Thị Thu Hà đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bình Khiêm. Trước mắt của chúng ta vẫn còn rất là nhiều cơ hội. Chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất.